Rất là đẹp á. Cái gì mà hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục mình đào dưới này nữa. Đây là cái khu mà mình mới moi thử này, mình moi thử thôi. Nhưng mà cũng có cái đá quý nè. À, đây là bờ suối nè. Mình sẽ úp nó xuống và mình tìm từng viên một này. Đó, mình sẽ úp mạnh đâu. Úp mạnh thì nó trâu xuống hết. Đây nè mọi người. Một viên này. Mình cái ruby nè. Nó như thịt ăn. Đây là cái nơi kim cương luôn. Cái thứ hai này. Anh phải dùng to cho mọi người xem. Viên này viên đá cuội nè, nhìn rất giống ruby. Cuội đỏ nè. Hai viên à, thấy rồi, chỉ có hai viên nhỏ xí à. Viên ruby nhỏ rồi, đây là viên này khá là to này, sau đó cũng tay của mình nè.